Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Điện Máy Gia Khang ngày hôm nay nha. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho mọi người một cái con máy giặt sấy đến từ nhà Samsung. Đây có một cái thiết kế B-Sport nha mọi người nha, một cái thiết kế rất là đẹp phẳng để chúng ta dễ kết nối được với nhiều cái đồ dùng khác ở trong nội thất trong gia đình của chúng ta nha. Một cái thiết kế rất là đẹp, rất là vuông vức nha chị ha. Con này là có khối lượng giặt là 21 kg, khối lượng sấy là 12 kg nha mọi người nha. Đủ cho cái việc chúng ta giặt giũ cho người thân trong gia đình từ 5 cho đến 7 hoặc là đến 8 người nha mọi người nha, đều được ha. Rồi con này thì có rất là nhiều cái công nghệ hiện đại mà Samsung rất là chăm chút của cái dòng này luôn các bạn ơi. Con này thì sẽ có động cơ digital inverter nè, kết hợp với thiết kế khung với công nghệ là VRT plus đó mọi người, để giúp nó giảm rung ồn lên đến thêm 30% nữa, thì đảm bảo trong quá trình giặt hay là sấy máy nó không có phát ra tiếng ồn quá lớn nha, để ảnh hưởng tới cái cuộc sống của mình các bạn. Rồi con này thì cũng có luôn công nghệ giặt airwatch á, thì nó giúp cho cái việc khử trùng quần áo này, khử khuẩn quần áo á, nó sẽ được tối ưu hơn, tốt hơn. Bên cạnh đó thì có thêm giặt diệt khuẩn hơi nước nóng nữa. Đó thì cơ bản là cái quần áo chúng ta vừa sạch, vừa thơm tho, lại vừa không còn những cái vi khuẩn làm hại đến da của mình nha mọi người nha. Rồi con này sẽ có luôn chúng ta giặt hơi nước khi tem, cũng là một trong những cái công nghệ mà diệt khuẩn đó mọi người. Rồi cái lồng giặt này mọi người thấy rất là lớn nha, bằng thép không rỉ anh chị ha. Con này thì sẽ khi mà mua về á thì chúng ta sẽ trang bị thêm cái dây xả và dây nước là hãng chưa có nối liền nha, để chúng ta nối theo cái thiết kế ở nhà của mình đó nha mọi người. Với một cái chương trình AI của con này nữa, thì con này nó có cái chương trình giặt AI, thì khi mà chúng ta bỏ cái lượng đồ vô á, thì máy giặt nó sẽ tự động cân chỉnh cái lượng đồ cũng như là cái lượng nước phù hợp nhất để đưa ra chương trình giặt phù hợp đó, để cho mình đỡ mất thời gian mình phải chọn cái chương trình nào nha mọi người nha. Còn nếu mà chúng ta muốn chọn cái chương trình theo ý mình á, thì con này nó có tới 21 cái chương trình giặt phù hợp với từng loại quần áo, từng loại vải luôn đó, rất là nhiều chương trình luôn, mình thoải mái lựa chọn để phù hợp với quần áo của mình nha anh chị nha. Con này hay là một cái con mình đánh giá ngoại hình rất là đẹp, anh chị để ở nhà cực kỳ là sang trọng luôn đó, khác hoàn toàn so với những cái thiết kế của Samsung từ trước đến nay nha chị nha. Rồi sản phẩm này á, thì nếu mà anh chị mua thì sẽ được Gia Khang giao lắp tận nơi, cũng như là được bảo hành tận nhà cho anh chị ha, miễn phí. Rồi cái đây thì nếu mà anh chị có nhu cầu tìm hiểu về sản phẩm này hoặc là cần tư vấn về sản phẩm thì liên hệ ngay cho Điện Máy Gia Khang qua cái phần website online, em sẽ để ngay dưới phần mô tả cái video nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại.